lạc vào cái khu này ha. Lần đầu tiên chạy vào đây, nhà cửa lụp sụp anh chị ha. Sau có nhiều cô bán đồ giờ trưa ngồi cũng thấy không, chợ bây giờ vắng anh chị, buôn bán bên trong nhiều. Bên trái đây anh chị thấy có một chú bán kiệu rồi, không khí Tết về rồi đó, bán kiệu rồi. Phía trước chợ, cuối đường đây là bến Nguyễn Duy thưa anh chị. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Em chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày cuối tuần bình an và nhiều sức khỏe. Hiện tại bây giờ là 10 giờ 45 phút trưa ngày 18 tháng 12 năm 2021 thưa anh chị. Và trong buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay, em mời cô bác anh chị cùng lên xe lang thang với em dưới cái nắng khá là gay gắt. Hiện tại bây giờ là 30 độ C với khoảng 86 độ F. Cô bác anh chị thấy cái nắng gay gắt như vậy chứ biết đâu chiều nay hoặc ngày mai là cơn bão Rai nó có thể ảnh hưởng tới Sài Gòn mình. Với cấp gió và biển động rất là mạnh thưa anh chị. Ở Philippines thì mới quét qua là theo như em được biết là tử vong tới 12 người rồi, cơn bão cuối năm. Bây giờ thì em đang có mặt ở con đường Hải Thượng Lãng Ông, chợ lớn anh chị. Đây là Khổng Tử năm xưa, ngã ba giữa con đường bên phải là Lương Dự Học, phố Lồng Đèn đó anh chị. Còn đi thẳng chúng ta tới Bưu Điện và chạy về chợ Bình Tây, bến xe chợ lớn. Bây giờ em mời anh chị cùng với em chúng ta quẹo bên tay trái, có cầu Chợ Và. Mời anh chị chúng ta đi thăm chợ Sống Củi trong buổi trưa ngày hôm nay. Cũng khá là lâu rồi em chưa có về thăm lại chợ Sống Củi, cho nên hôm nay sắp xếp chạy về đây cập nhật một vài cái hình ảnh gửi đến cô bác anh chị trong những cái ngày cuối năm và sau chuỗi ngày phong tỏa thì tình hình buôn bán kinh doanh như thế nào. Mời cô bác anh chị cùng cập nhật chung với em. Bây giờ em sẽ bắt đầu đi thưa anh chị, cuối tuần thứ bảy em sẽ chạy tới Bụng Binh, ngay chỗ trước có bưu điện đó, em quẹo trái để lên cầu Chà Và. Cứ tới mỗi cái mùa Tết thì chắc chắn là chúng ta không quên về chợ lớn rồi. Có con đường Hải Thượng Lãng Ông này, năm xưa là Khổng Tử đó, người ta bán hoa, bán pháo, bán rất là nhiều đồ trang trí Tết, đã lắm anh chị. Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có là khu vực bến Bình Đông bán hoa. Ở đây là bưu điện này, em quẹo lên cầu Chà Và. Cầu Chà Và đây thì chúng ta cũng đi về cái khu vực bán hoa của bến Bình Đông. Rất là nhớ, năm nay em cũng rất là hồi hộp không biết khu vực bến Bình Đông này buôn bán như thế nào. Mời anh chị cùng với em lên cầu Chà Và, đó có cô bán mai này. Bây giờ đã bán mai rồi đó anh chị, trời đang nắng khá là gắt anh chị thấy không. Có một cô đẩy xe đạp đi lên cầu. Qua khỏi cầu Chà Và chúng ta đi xuống chợ Sống Củi. Sài Gòn vào những cái ngày cuối năm anh chị, ở đây có một chú bán dừa nước. Dừa nước phía dưới là đại lộ Võ Văn Kiệt thưa anh chị, ngày xưa là bến Lê Quang Liêm. Đây cô bán chè trên chợ, ở trên cầu Chà Và bán nhiều đồ quá anh chị. Em và anh chị chúng ta nhìn sơ qua một xíu khu vực bến Bình Đông. Thường Tết thì những cái khu vực này thuyền ghe cập bến lên hoa xuống hoa. Năm nay tình hình dịch bệnh như thế này em cũng không biết là có nhiều hoa hay không nữa. Bến Bình Đông, trên bến dưới thuyền, và bây giờ càng ngày thì nó càng mất đi.
sẽ phát tài. Rồi bán lịch lên anh chị. Và lịch này Tết rồi, Sài Gòn những ngày cuối năm đón Tết. Tết ta thì bán những cái khác, thế mà lịch thì là Tết Tây là bán rồi. Tại cuối năm là qua tháng 1 là chúng ta xài lịch mới rồi. Ngay chỗ này thì bên phải của em có cái trụ sở của bảo hiểm Prudential ngày hôm nay ha. Ngày xưa ở đây có thể là cái bến xe Cần Giuộc. Còn bên trái của em thì chúng ta có khu vực nhà sách Pha Ha Sa này, Lý Thái Tổ này anh chị. Ngay chỗ cái khu chung cư cũ cũ bên trái anh chị thấy dưới cầu đó, thì chỗ đó là cái rạp Phi Long. Rạp Phi Long khu vực quận 8 cầu Trà Vài. Và phía trước đây thì anh chị đang thấy là chợ Sống Củi. Phía trước chợ Sống Củi đứng ở đây anh chị có thể nhìn thấy được một cái nhà chung cư cũ đúng không ha. Chung cư rất là cũ luôn và tóc sơn hết trơn rồi. Trời ơi, trời đang rất là nắng anh chị. Bên trái đây là cái rạp Phi Long ngày xưa, chợ Sống Củi. Có cái chung cư rất là cũ, không biết ở trên đó giờ người ta ở hay sinh sống như thế nào, chưa có dịp lên đó anh chị. Em sẽ quẹo bên máy tay phải đây. Con đường này là cao Xuân Dục. Em mời anh chị. Ồ, đây có nhãn quế siêu ngọt 15 ngàn nửa ký. Cao Xuân Dục. Ở đây con đường bến Cần Giuộc nè anh chị. Đây, bến Cần Giuộc nè. Thì cái con đường này là hồi xưa là cái bến xe Cần Giuộc. Em chạy ở đây một tí nè. Khu vực này em chưa có bao giờ đi hết. Bên phải em là tòa nhà của Prudential đó. Con đường này là bến Cần Giuộc. Có chú kia đang đu dây điện, có hai chú đang đu dây điện. Bến Cần Giuộc này chắc chạy ra bến Bình Đông luôn quá. Đây là những con hẻm. Con hẻm bên bến Cần Giuộc này đi về đâu? Chỗ này là ra con đường phía bên hông cầu Trà Và đây anh chị. Đó. Ta ra cái bến này. Rồi em quẹo lại con đường Cao Xuân Dục chạy về chợ Sống Củi thưa anh chị. Hướng này thì chúng ta đi lên cầu Nhị Thiên Đường. Và bên phải em đây là con đường Đinh Hòa, quẹo phải chúng ta đi ra bến Vân Đồn. Chỗ này có đình Vịnh Hội anh chị. Tí xíu nữa em sẽ mời anh chị chúng ta ngắm sơ qua khu vực đình Vịnh Hội. Đình Vịnh Hội có một cái bên quận 4, một cái bên quận 8. Theo như những gì em biết sơ sơ thì ngày xưa cái vùng đất quận 8, quận 4 nó cũng rộng. Nó là chung một vùng đất với nhau, hình như quận 4 luôn. Có hai cái khu đình đó, bây giờ tách ra quận 4, quận 8. Không biết là có chính xác hay không, có thể cô bác anh chị bổ sung giúp em. Chợ Sống Củi nhưng mà không thấy củi. Tới tới đây thì có bán than, than đá rồi. Than đá, than tổ ong rồi đó anh chị. Em mời anh chị chúng ta quẹo vào con đường Sống Củi. Phía trước đây là cái khu phố bán vàng. Đây, khu phố bán vàng. Vàng ngày hôm nay lên gần 62 triệu một lượng rồi anh chị. Bây giờ bà con đua nhau kinh doanh vàng, bán vàng, mua vàng. Các cái tiệm vàng của khu vực chợ Sống Củi. Con đường này ra phía sau thì anh chị đi con đường Hưng Phú. Chúng ta về cầu Phạm Hùng, cầu Chánh Hưng, đường Phạm Hùng. Và đi cầu Chữ Y luôn. Trời nắng rất là gắt luôn anh chị. Đây bán lá chuối rồi nè. Chuẩn bị Tết rồi, gói bánh tét, bánh chưng rồi đó. Lá chuối, lá dong. Đó, lá nè. Đây, lá chuối nè, thúng lá, lá chuối.
có bột đồ gì này chuẩn bị gói đồ nữa. Năm nay không có nhuần cho nên là rất là sớm chị, Tết sớm, hết tháng 12 là chúng ta còn có 1 tháng, tháng 1 và qua tháng 2 là Tết rồi. Ở đây thì em chạy qua cái cầu nhỏ nhỏ này là tới con đường Hưng Phú này, rồi con đường Ba Đình. Còn mấy cái xe bán hàng rong này, trong cái tâm thế chuẩn bị. Đó, bên trái em ở đây là đường Ba Đình. Còn đi thẳng là con đường Hưng Phú. Ba Đình này thì chạy về cầu Nguyễn Tri Phương. Đi thẳng thì con đường Hưng Phú chạy về cầu Chị Y. Em quẹo ngược lại thưa anh chị. Trời rất là nắng gắt luôn. Nắng rất là gắt luôn. Đó. Hướng này chúng ta về cầu Chánh Hưng, cầu Chị Y. Cầu Nhị Thiên Đường hả? Ừ. Cầu Nhị Thiên Đường thì bây giờ chú phải đi ngược ra lại chợ Sống Củi á. Cái Sống Củi này là tôi phải băng qua bên phía là chú có nói là không có băng qua bên cầu Chà Già, tại vì không phải con lại. Chú đi bên hông á, chú đi bên hông cầu chú bọc ngược phía dưới bến Bình Đông á. Cấm đi hả? Ừ. Còn nếu ở đây mà chú muốn về Nhị Nhị Thiên Đường thì cũng được, nhưng mà chú ở đây thì con không biết nha, con chưa dạy đường này. Dạ chú thử đường đi. Dạ. Nhà chú còn quận 8 á. Vậy hả? Ừ, mà biết rồi, biết nếu mà giờ đi á thì lên cầu Chà Già ôm ngược lại. Ừ. Nhưng mà mình không muốn đi vậy, đi thử bên đây, tại vì vô cái chạy Sống Củi đó mình đã lỡ qua đây rồi. Dạ. Thì muốn đi thử bên đây, đây có hướng về cầu Nhị Thiên Đường hơn. Nè chú đi dọc theo con kênh này nè, cái lạch này nè, đó người ta đang chạy bên kia đó. Chắc bên kia đó ha. Đúng rồi, chú đi ngược ra là ra lại con đường gì đó. Tùng Thiên Vương. Đúng rồi, Tùng Thiên Vương là chú lên lại cầu Nhị Thiên Đường rồi. Dạ dạ, cảm ơn chú. Rồi, bây giờ em mời anh chị qua quẹo ngược lại nha. Có chú hỏi đường. Chú hỏi con đường mới, chú không muốn chạy về cầu Chà Va. Rồi, em mời anh chị chúng ta quẹo trái ngay chỗ cái vạch này. Để phải vạch củ cây. Đây, chợ Sống Củi cho anh chị. Có nhiều cô bán đồ giờ trưa ngồi cũng thế ạ. Chợ bây giờ vắng anh chị. Em quẹo ngược đây là ra lại cầu Chà Và. Mời anh chị ngắm một vài cái hình ảnh kinh doanh buôn bán của khu vực chợ Sống Củi. Có thể là một thời cô bác anh chị đã từng đi chợ ở đây. Tới mùa Tết thì khu chợ này người ta treo đồ bán lạ lắm anh chị. Bao lì xì, các cái đồ trang trí, sticker dán. Về đây thấy có bánh bò, bánh đường. Sống Củi. Bây giờ thì chị thấy than với mấy cái lò thôi chứ không có thấy bán củi nữa. Mọi lắm nghe ký rồi đó, bà biết là ngôi chợ đó. Rồi em chạy từ từ ra phía trước cầu Chà Và. Sạp ở phía trong cũng còn nhiều sạp đóng, chưa có mở bán lại. Cái hình ảnh thân quen anh chị ha. Mùa dịch, mùa phong tỏa thì chúng ta không thấy được những cái hình ảnh này.
cô tìm cái ổ khóa để mở cốp in lên mà loay hoay mít tìm không ra. Ở ra đây thì em ra lại con đường cầu Chà Và, đây Tùng Thiện Vương cầu Chà Và. À, nếu mà lên cầu Chà Và thì chúng ta chạy lại qua bên quận 5 thưa anh chị. Còn đi vé bên phải đây em chạy ra phía khu vực bến Bình Đông. Mời anh chị chúng ta đi vào con đường gì? Con đường Đinh Hòa, ngay chỗ Đình Vĩnh Hội anh chị. Nếu mà Tết thì đi ra bến Bình Đông xem hoa thì em cũng thường hay đi con đường này. Dưới cầu Chà Và. Rồi em mời anh chị chúng ta quẹo bên tay trái nha. Đây cần con kênh Tàu Hủ. Đây, cuộc sống sẽ ba gác này. Bán luôn thanh long ruột đỏ đu đủ chuối ở dưới cầu. Đó cái lối này bắt đầu là Tết sẽ rất là nhộn nhịp hoa. Nhưng mà càng ngày nó càng ế đi, càng ngày càng bớt đi, không có nhiều người đem hoa lên đây bán nữa. Năm nay một năm buồn đó anh chị, một năm kinh tế rất là khó khăn, tiền bạc không có rồi, không biết là hoa hòe người ta trưng như thế nào. Em nghĩ là nó cũng đơn giản thôi. Bên trái đây là con đường Đinh Hòa. Em mời anh chị quẹo trái đường Đinh Hòa này, chúng ta đi về lại Tùng Thiện Vương. Em mời anh chị đi về cái khu xóm Nguyễn Chế Nghĩa. Con đường này thì em cũng rất là ít đi, gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh này, biết đâu cũng có nhiều cái kỷ niệm. Ở bên phải của em ở đây là có đình Vĩnh Hội này, lúc nãy em có đi ngang có chia sẻ đến anh chị đó. Phía trước đình thì người ta bán cà phê đây, mấy cái dù bán cà phê. Đây anh chị ha, em gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh bên trong đình Vĩnh Hội. Một cái ở bên quận 4 bến Vân Đồn, một cái ở đây quận 8. Khu vực này là phường 13 quận 8 đường Đinh Hòa. Em mời anh chị chúng ta quẹo phải ở đây con đường Cao Xuân Dục, chạy về hướng về cầu Nhị Thiên Đường. Ở đây bán đồ rất là nhộn nhịp luôn anh chị. Đây đồ Noel cũng có, đồ Tết cũng có. Xe đạp ha, khu vực này thì bán xe đạp rất là nhiều, xe đạp đồ chơi em bé. Ồ, cô đậy trứng gà trứng vịt. Trứng gà trứng vịt. Bán thêm cả bánh. Đây là đường Lương Ngọc Quyến anh chị, Lương Ngọc Quyến. Chạy quẹo phải chúng ta đi ra bến Bình Đông. Có một đoạn ngắn thôi, ngay chỗ này có hơi lòi cây xăng. Đây là con đường Tùng Thiện Vương. Còn bên tay trái đây này, tay trái ngay chỗ này có con đường chạy về bến để em nhớ coi. Bến Nguyễn Duy anh chị, quên. Bến Nguyễn Duy bên trái đó. Em chạy thẳng với con đường Tùng Thiện Vương này chút xíu. Đây con đường Trần Nguyên Hãn. Bên mé tay phải anh chị đi ra bến Bình Đông. Những con đường ở đây nếu quẹo phải là thường đi ra bến Bình Đông.
Tùng Thiện Vương. Con đường có một vài cây me, có mấy cây me, còn không thì rất là nắng anh chị, nắng chói chang. À, lúc trước thì em ở bên khu vực quốc lộ 50 á, con đường này em cũng thường xuyên đi đi về về đi làm. Chở mấy bình ga to kéo lê trên đường. À, khu xóm này cũng nhiều nhà cũ lắm anh chị. À, ở khu vực quận 8 này có đình Phong Phú, tết tết thì có múa lân rất là đẹp luôn, mấy ngày trước tết và sau tết đó rất là nhộn nhịp múa lân ở đình Phong Phú. À, đoạn này người ta mới tại nhựa nè anh chị, bóng loáng luôn, bóng loáng rùi đậu là té luôn á. Bên tay trái của em anh chị quẹo đi lên cầu Nhị Thiên Đường qua khu vực bến xe quận 8. Ở đây có một cái bùng binh nhỏ nhỏ ngay Tùng Thiện Vương. Bên trái lên cầu Nhị Thiên Đường, bên phải thì ra bến Bình Đông. Hình ảnh cuộc sống một ngày ở khu vực xóm cụi Tùng Thiện Vương. Em mời anh chị chúng ta quẹo bên tay phải một tí nè, đi con đường này nè, con đường Tuy Lý Vương. Bên phải thì chúng ta ra bến Bình Đông, con đường Nguyễn Văn Của, còn đây là Tuy Lý Vương. Về Nguyễn Chế Nghĩa anh chị, em đi chạy về chợ Nguyễn Chế Nghĩa. Hôm nay thì em sẽ lang thang cái khu xóm cụi Nguyễn Chế Nghĩa này. Ở đây người hoa cũng nhiều, bán đồ ăn em thấy là có để chữ tàu không à. À, khu xóm nhìn nó cũng cũ cũ giống như xóm của người hoa vậy. Đây là cốp mắt. Siêu thị cốp mắt, hàng hóa xuống quá trời, bây giờ chuẩn bị tết rồi người ta đẩy hàng nhiều lắm anh chị. Tuy là không biết cái sức mua năm nay như thế nào nhưng mà vẫn phải chuẩn bị buôn bán. À, hai bình ga lúc nãy đây. Ủa? Đây là con đường Mạc Vân. À, em chạy thẳng đường Tuy Lý Vương này, khu vực quận 8 này cái đợt bùng phát dịch cũng ghê lắm anh chị. Nhiều lắm, rào chắn đồ quá trời luôn. Ngày mai hình như là rằm. Ngày mai là rằm. Hôm nay người ta đi chợ mua đồ cúng rằm rồi cũng đốt giấy tiền vàng mã cũng khá nhiều. Con đường Tuy Lý Vương này còn có một đoạn qua khỏi cái ngã tư này thì hết đường. Hết đường và chúng ta sẽ quẹo ngược lại Nguyễn Chế Nghĩa. Đây, ngã tư Nguyễn Chế Nghĩa với Tuy Lý Vương thưa anh chị. Dần dần bây giờ chúng ta quên luôn rồi. Chơi tới bến này, không sợ cái con corona nữa. Bây giờ có ra thêm biến chủng nào đó thì thôi, chúng ta cũng... Em thấy Sài Gòn mình bây giờ xả láng và đang rất lo, rất lo anh chị. Nếu chúng ta không cẩn thận thì không khéo lại bùng phát dịch đợt thứ năm nữa. Bây giờ anh chị biết là Sài Gòn mình cũng chi viện, xin chi viện rồi đó, 900 rồi 1.000 rồi 2.000, và đặc biệt là khu vực miền Tây bây giờ phát sinh thêm Bến Tre, Cà Mau. Chú cha ơi, đây là cuối đường, bên này là con kênh ngay chỗ kênh tàu hũ tẻ vào á, bên kia có thể là bến bên kia là con... em quên mất cái tên rồi. Em chạy về khu vực
chợ Nguyễn Chế Nghĩa anh chị nha. Cái khu vực này thì hôm nay chủ yếu mời anh chị đi ngắm cảnh và nhìn ngắm những cái hình ảnh xưa và nay thôi. Khu này thì em không có rành lắm, không có hay đi. Ngay cả Tết mà Múa Lân ở Đình Phong Phú em cũng ít khi có duyên quay được lắm anh chị. Quán ăn ở đây bây giờ bắt đầu dọn dẹp bán ăn sáng xong á. Sài Gòn mình ăn sáng cũng trễ lắm anh chị, có khi 10 giờ 11 giờ ăn sáng mới xong. Đây con đường Nguyễn Chế Nghĩa. Nhắc đến cái vụ ăn uống này, mấy hôm nay có cái sự một cái sự kiện rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, đó là bánh mì Gò Môi, tách từ tiệm bánh mì Huỳnh Hoa rất là nổi tiếng ở bên ngã 6 Phù Đổng anh chị. Và nghe nói là chen chúc nhau rồng rắn xếp hàng 2-3 giờ sáng ở Đồng Nai, Biên Hòa rồi lên mua. Thật là ghê. Bên mé tay trái của em ở đây là chợ Nguyễn Chế Nghĩa đó anh chị. Em đứng đối diện luôn. Chợ thì bên trong thấy cũng tối thui vậy ha. Có buôn bán bên trong nhiều. Bên trái đây anh chị thấy có một chú bán kiệu rồi. Không khí Tết về rồi đó. Bán kiệu rồi. Phía trước chợ, cuối đường đây là bến Nguyễn Duy thì anh chị. Hôm nào thì em mời anh chị đi cập nhật bến Nguyễn Duy. Bây giờ thì em sẽ chạy một vòng xung quanh chợ Nguyễn Chế Nghĩa để xem cái tình hình buôn bán ở đây ngày hôm nay như thế nào. Chú cha, mấy con chó nó sủa. Đúng không? Khu vực quận 8 này ban ngày vậy chứ nhiều người ngồi nhà, ngồi ngoài đường uống cà phê rồi anh chị. Đây, những cái rào trắng đây, nó còn nằm ở đây. Đó. Bung liền á, có dịch là bung liền á. Đây, phía dưới là bến Nguyễn Duy. Ngày hôm nay nó là cái đường Nguyễn Duy thôi chứ nó không được là cái bến. Thì bây giờ tàu thuyền đâu có lên xuống nữa anh chị, bỏ hết rồi, cho nên là đường Nguyễn Duy. Bây giờ em mời anh chị chúng ta chạy xung quanh chợ Nguyễn Chế Nghĩa nha. Cái tủ này giờ chuẩn bị người ta cũng dọn dẹp chuẩn bị đón Tết. Có mấy anh cảnh sát cơ động này giờ em thấy cứ đi lang thang, chắc là đi trấn áp tội phạm. Mấy anh đang đứng. Em quẹo vào chợ Nguyễn Chế Nghĩa anh chị ha. Ở đây là cũng là một con hẻm xung quanh chợ. Lần đầu tiên đi vào đây. Cái đợt em đi qua đây mà mùa dịch á thì rào trắng này, không có bán. Bán đồ cũng nhiều ghê anh chị. Bán cô bán thịt, quá trời thịt luôn. Trưa rồi, bán chưa hết đồ áo. Ở đây là hẻm 129. Đường Nguyễn Chế Nghĩa. Trong này thì sạch sẽ hơn. Bán cái đồ, các cái giấy bán Tết là cúng kiến rồi này. Chết. Ở đây thì qua bên mé bên kia của chợ. Trưa trưa mấy má còn đứng tám chuyện, bán cá bán thịt. Nó quẹo ghê ha, hẻm gắt quá trời gắt. Đây, em mời anh chị chạy ra lại đường Nguyễn Chế Nghĩa. Bán được là vui rồi anh chị. Có đồng ra đồng vào. Đồng chợ còn đóng cửa đó anh chị thấy không? Có mở lại đâu.
bây giờ bán hàng rong ở ngoài đường nhiều lắm anh chị. Sau cái đợt phong tỏa đó, người ta bắt đầu người ta chuyển qua người ta bán hàng rong hết trơn, hoặc là bán online tại nhà, rồi có thêm những cái shop mà trong dịch người ta mở để bán tạm á, bây giờ người ta bán luôn đó. Thành ra là chợ bây giờ ế lắm. Em đi ngược lại về con đường Tùng Thiện Vương. Sáng hôm nay thì mời anh chị đi một tí ở khu vực Sóng Củi thôi. Dạo này ban đêm thì em đi quay nhiều, ban đêm đi các khu sóng đạo, các con đường lung linh sắc màu, cập nhật cái tình hình Noel của một cái năm rất là khó khăn. Đi bên này bây giờ ngược lại có cái hàng cây mát quá trời. Ở đây chúng ta có con đường Mạc Vân, em mời anh chị vào phải nha. Hôm nay thì em sẽ đi xung quanh đây. Mạc Vân này chúng ta cũng chạy về bến Nguyễn Duy. Và hôm nào thì em sẽ mời anh chị đi bến Nguyễn Duy sau. Hôm nay chạy chủ yếu ở cái khu vực này, Sóng Củi. Giờ này mà nắng thật sự là gắt luôn anh chị, nắng đến nỗi mà không thấy được xung quanh đó. Mặc dù em không có đi ngược nắng mà nắng ghê. Ồ, ở đây khu nhà lụp xụp anh chị. Khu nhà cũ, mái tôn mục nát đen thui hết rồi. Xuống ở bến Nguyễn Duy, khu xóm nghèo, xóm nghèo bến Nguyễn Duy. Em sẽ đi ngược trở lại. Hôm nay sắp làm người ta bán đồ chay khá là nhiều. Đây có cái cầu thang đi lên nè anh chị. Nhỏ xíu bên hông đi lên như vậy á. Rồi bây giờ em chạy lại về chợ Sóng Củi. Đây là ngã tư Tuy Lý Vương và Mạc Vân anh chị. Rồi em chạy qua bên kia đường Mạc Vân luôn xem như thế nào nè. Lần đầu tiên đi vào những cái con đường này, đặc biệt là cái đoạn bên em đang đi vào đây, ít khi chạy ra đây lắm. Đi thẳng là chúng ta ra bến Bình Đông rồi. Mạc Vân. Đây có một cái bãi giữ xe. Nhà mới, nhà cũ đang xen lẫn lộn nhau tùm lum hết anh chị ha. Đó, cái khu xóm nghèo, xóm củi. Ở đây nhà hình như là cũng nằm trong diện quy hoạch hết rồi đó. Thấy chỗ anh chị thấy nè. Đây này. Lạc vào cái khu này ha. Lần đầu tiên chạy vào đây. Nhà cửa lụp xụp anh chị ha. Sâu xuống dưới nữa chứ, đường nâng lên nhà sâu hoáy. Đây bến Bình Đông rồi, rồi trái anh chị lên chợ Bình Đông.
đây cái dãy nhà, dãy nhà đây, cái văn hóa kiến trúc của người Bà Ba, anh chị em đọc được ở đâu đó trên mạng, người Bà Ba. Bến Bình Đông thì lúc nào cũng sơ sát, không có cái cây nào cả anh chị. Bên mé tay trái là trơ trọi luôn. Và tính ra là nếu trồng cây mà giữ nước là cũng tốt, ít bị sói mòn rồi bờ đê. Nhưng mà giờ ta không còn cây nào hết rồi. Trưa nắng ở đây trời ơi, cháy da cháy thịt, thành con bê thui hết. Em gọi phải con đường Nguyễn Văn Của anh chị. Thường thường ở đây mỗi năm Tết thì có cái hội hoa xuân, hội hoa xuân Bến Bình Đông, người ta đang làm ở cái đường này nè. Năm ngoái cũng chuẩn bị lớn lắm rồi, sợ bùng dịch rồi cũng làm co cụm lại. Em mình chị đi ra lại con đường Tùng Thiện Vương rồi chạy về hướng chợ Sóng Cuội, qua lại cầu Chà Và, và chắc là em cũng chuẩn bị tạm dừng các clip. Trưa hôm nay thì đi lang thang khu vực này một tí, tính ra từ đầu mở phong tỏa đầu tháng 10 cho tới bây giờ thì em chưa có đi khu này, cập nhật cái tình hình gửi đến anh chị, đặc biệt là trong những cái ngày cuối năm. Đây là cái bụng binh ha, bên phải anh chị quẹo lên cầu Nhị Thiên Đường. Đó, bên trái thì chúng ta đi về lại chợ Sóng Cuội. Và em sẽ hẹn gặp cô bác anh chị ở cầu Nhị Thiên Đường vào một ngày khác. Những cái hình ảnh buôn bán ở khu vực Sóng Cuội gửi đến anh chị. Và bây giờ thì em đang chạy về hướng chợ Sóng Cuội đây anh chị. Sau đó thì em mời anh chị đi lên lại cầu Chà Và qua bên quận 5. Con đường bên mé tay phải của em ở đây là có một con đường tên gì, Cao Xuân Dục Đông Thạnh, Cao Xuân Dục đây, về lại ngay bến Nguyễn Duy luôn. Rồi em mời anh chị quẹo ngược lại. Trưa nắng nè, hôm nào hẹn gặp cô bác anh chị ở khu vực bến Nguyễn Duy rồi em cập nhật con đường Cao Xuân Dục này luôn. Buổi trưa đi về chợ Sóng Cuội trong những cái ngày cuối năm
đón Tết, đón xuân. Bây giờ thì anh chị thấy bán lịch ha, bán lịch nhiều. Rồi những cái xe đi bán hàng rong như thế này, công cụ kiếm tiền không đó anh chị, cần câu cơm á, cần câu cơm của rất là nhiều người ở Sài Gòn mình. Nếu như mà không có gánh hàng rong thì mệt mỏi lắm. Đây là Phong Phú, con đường Phong Phú, chúng ta đi vào đình Phong Phú. Hôm nào có dịp em mời anh chị thăm xóm hẻm đình Phong Phú, hẻm xóm cũ. Rồi em quẹo bên trái lên cầu Nhà Vàng, và cũng là cái vị trí gửi đến cô bác anh chị lời chúc bình an trong một ngày cuối tuần, và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn trên kênh.